Không chỉ đẹp quyến rũ du khách với bãi biển hoang sơ trong lành, những vách nhâm thạch hàng triệu năm, đảo Bé Lý Sơn còn quyến rũ hấp dẫn du khách bởi những homestay bungalow nằm cạnh biển. Tuy mới phát triển gần đây, nhưng loại hình du lịch homestay bungalow nơi đây tạo ấn tượng và thu hút nhiều du khách. Không gian ngoài của một homestay bungalow ở đảo Bé, du khách đang tận hưởng một không gian yên tĩnh với trời xanh lòng gió. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà nhiều du khách có được khi chọn đảo Bé là điểm đến cho chuyến du lịch của mình. Phía trước bungalow là bãi cát trắng dài và màu nước biển trong xanh. Ở đây, du khách có thể phóng tầm mắt, ngắm toàn cảnh đảo lớn nhấp nhô trong sóng biển, tạo cho du khách một cảm giác khó quên. Đến đảo Bé ở homestay này thì mình thấy những cái nhà sàn này nó rất là thân thiện với môi trường và mình rất là thích thú. Nếu có dịp thì mình sẽ cùng gia đình mình đến đây một lần nữa để chiêm nghiệm cái vẻ đẹp ở đây. Biển ở đây thì rất là trong, không có một xíu rác nào luôn. Kiến trúc thiết kế, công năng của các bungalow ở đảo Bé tuy không thể sánh với các bungalow ở các hòn đảo du lịch khác, nhưng với môi trường du lịch biển hoang sơ an toàn, các bungalow tại đảo Bé đã đem đến cho du khách những nét khác biệt so với những bungalow nơi khác. Ở đây, du khách không chỉ trải nghiệm một môi trường du lịch an toàn, mà còn được hòa mình với thiên nhiên cùng với bãi cát trắng. Tiếng sóng rì rào của biển tạo cho du khách một cảm giác thư thái, một cảm giác gần gũi như đang hòa mình với thiên nhiên. Đến với những hòn đảo mà hoang sơ này thì du khách chúng tôi lại rất thích cảm nhận ở những cái mà chòi tranh vách lá như này. Nó có mang một nét gì đó mà nó gợi nhớ lại một cái tuổi thơ từ ngày xưa. Đảo Bé có hơn 10 homestay được thiết kế kiểu nhà sàn bungalow với các nguyên vật liệu chủ yếu từ thiên nhiên như gỗ, tre, nứa, lá. Đặc biệt tất cả các bungalow đều cạnh biển để du khách có thể ngồi tận hưởng những làn gió mát thổi vào từ biển khơi, ngắm những con sóng đang nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát trắng. Được phát triển mạnh vào giữa năm 2019, nhưng các bungalow ở đảo Bé luôn hấp dẫn lừa cuốn du khách. Những căn nhà bungalow view biển như thế này thì thu hút rất là nhiều sự chú ý của các bạn trẻ, những bạn vừa đi du lịch nhưng mà vẫn mang tâm thế là sẽ bảo vệ môi trường, hướng tới những cái gì đó mà thân thiện với môi trường. Thì cái bungalow, cái homestay của tụi em đáp ứng được những nhu cầu đó. Ngoài vẻ đẹp của đảo mà mình vẫn có thể khuyến khích du lịch phát triển theo hướng thân thiện môi trường. Loại hình du lịch thân thiện môi trường như những bungalow ở đảo Bé sẽ góp phần phát triển du lịch đảo Bé theo hướng hoang sơ thân thiện với môi trường. Đối với du khách thích trải nghiệm du lịch hoang sơ, nhưng vẫn trong tâm thế bảo vệ môi trường, thì loại hình du lịch bungalow ở đảo Bé là điểm đến ấn tượng và hấp dẫn.